team building phản cảm ở biển Cờ Lò, hai phụ nữ lột áo để ngực trần. Ngày 28 tháng 7, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài khoảng 1 phút 10 giây ghi lại cảnh nhóm du khách đang chơi trò chơi trên bãi biển Cờ Lò. Theo đoạn clip, nhóm du khách chia thành nhiều đội chơi trò chơi tiếp nước. Vật dụng tiếp nước ở đây là áo phông, khăn, mũ. Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi có người chơi quá khích, cởi hẳn cả áo ngực, dùng nó làm đồ vật tiếp nước cho đội của mình. Hình ảnh người phụ nữ cởi hẳn áo ngực giữa bãi biển khiến ai cũng đỏ mặt. Một số người tỏ ra bức xúc vì xung quanh bãi tắm còn có rất nhiều trẻ nhỏ đang tắm biển. Từ đoạn video cho thấy, phía sau hàng chục người phụ nữ và đàn ông đang chơi có tấm biển ghi rõ Phong Thủy Family Như Nguyện, nơi dừng chân có sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc. Thông tin về vụ việc trên, Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Hoàng Thanh Sơn cho biết, đây là đoàn du khách từ Phú Thọ vào thuê phòng tắm biển tham quan du lịch. Sự việc xảy ra vào chiều qua, ngày 27 tháng 7, đoàn du khách có tổ chức chơi trò chơi trên bãi tắm Cửa Lò. Phòng Văn hóa đã liên hệ với nhóm du khách Phú Thọ mời tới để làm việc. Tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi, ông Sơn chia sẻ. Đại đa số du khách và người dân cho rằng cần có các biện pháp kiên quyết xử lý những hành vi, việc chơi trò phản cảm trong các hoạt động tại nơi công cộng, các điểm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. Quý vị và các bạn có nhận xét gì về hành vi của nhóm du khách này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới video này nhé. Và đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất.